Câu chuyện về số phận của Cung Thiếu Nhi Hà Nội ở 36, 38 Lý Thái Tổ đang trở thành vấn đề khiến dư luận quan tâm, nhất là khi dự án xây dựng Cung Thiếu Nhi Hà Nội mới tại quận Nam Từ Liêm tiến hành. Mặc dù chưa có thông tin chính thức về việc sử dụng khu đất của Cung Thiếu Nhi Hà Nội cũ theo hướng nào, nhưng rất nhiều kiến trúc sư đã đưa ra ý kiến mong muốn giữ được ký ức đô thị cho một thành phố có bề dày 1011 năm văn hiến. Cung Thiếu Nhi Hà Nội vào một sáng chủ nhật. Nơi đây gồm những công trình kiến trúc rất đặc trưng của Hà Nội là biệt thự Pháp và kiến trúc kiểu Xô Viết. Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại diện chính phủ Pháp ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Nơi ươm mầm, chắp cánh và lưu giữ nhiều tầng ký ức của tuổi thơ Hà Nội. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cũng đã từng sinh hoạt ở đây vào những năm 1956-1963 khi ông mới 12 tuổi. Với ông, Cung Thiếu Nhi Hà Nội không chỉ có giá trị lịch sử mà nó còn là di sản kiến trúc đương đại có giá trị đặc biệt cùng với các di sản kiến trúc của khu vực Hồ Gươm. Cung Thiếu Nhi Hà Nội nằm trong một cái tổng thể kiến trúc mà cảnh quan có lẽ là đẹp nhất gì Hà Nội bây giờ, kết nối từ Hồ Gươm đến Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Hai bên vườn hoa đó là những công trình mà có tỷ lệ phù hợp, có những cái chi tiết trang trí nhã nhặn, mang đẫm cái giá trị ký ức về nghệ thuật, lịch sử hình thành phát triển nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bây giờ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Do vậy là lưu giữ Cung Thiếu Nhi ở Hà Nội đấy chính là thể hiện một cái tầm nhìn của một thành phố, của một quốc gia. Là người tâm huyết với bảo tồn kiến trúc đô thị, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng cũng từng sinh hoạt tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, sau đó là con ông và giờ đến cháu ông. Điều mà ông cũng như dư luận đang lo ngại, đó là sau khi Cung Thiếu Nhi Hà Nội mới được xây dựng ở Cầu Giấy, thì Cung Thiếu Nhi cũ sẽ ra sao? Mặc dù Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã gửi văn bản lên Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị bảo tồn Cung Thiếu Nhi Hà Nội, nhưng với vị trí đắc địa của Cung Thiếu Nhi cũ, khiến ông cảm thấy bất an cho số phận của một địa chỉ văn hóa lịch sử đặc biệt này. Phải rất thận trọng, cảnh báo trước. Bởi vì là cái 8.000 m2 ở đấy, ở khu nhà 36-38 ấy, đấy là khu đất vàng. Người ta sẵn sàng biến nó trở thành một cái gì đó để ra tiền. Và tôi cũng có kiến nghị rồi, Hà Nội rất thiếu nơi vui chơi cho trẻ. Cho nên là phải giữ. Và đây công trình di sản đặc biệt. Chúng ta đã mất rất nhiều di sản vì mục tiêu thì phát triển kinh tế. Mà chúng ta quên đi một điều. Tiền không mua được văn hóa, tiền không mua được di sản, nhưng di sản sẽ tham gia vào phát triển kinh tế. Và một cái điều quan trọng nữa là tham gia vào gì? Định hình cho một thế hệ. Dù chưa có thông tin chính thức về việc sử dụng khu đất của Cung Thiếu Nhi Hà Nội cũ theo hướng nào, nhưng hơn lúc nào hết, chúng ta cần ứng xử nó như một di sản kiến trúc và mong rằng thành phố Hà Nội sẽ có những lựa chọn phù hợp để hài hòa giữa các lợi ích văn hóa và phát triển kinh tế.